cảnh giác với những âm mưu suy diễn xuyên tạc bản chất vấn đề của các thế lực chống phá. Mấy ngày vừa qua, có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về sự cố liên quan đến một clip lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh hai vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Mai và Quốc Nghiệp sang Mỹ nghỉ hè và góp mặt trong một chương trình biểu diễn gây quỹ từ thiện. Trong clip có xuất hiện hình lá cờ vàng ba sọc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa treo ngay ở đầu giường trong phòng ngủ của gia đình. Mặc dù ngay sau đó, hai vợ chồng đã gỡ clip xuống và có lời giải thích với lý do là không hề hay biết về sự có mặt của lá cờ ba sọc trong phòng. Và đó chỉ là phòng do đại diện của ban tổ chức sự kiện thu xếp để ở tạm nhằm tiết kiệm tiền cho quỹ từ thiện. Nhưng cộng đồng mạng trong nước vẫn cảm thấy bức xúc vì cho rằng hai vợ chồng chưa có thái độ chân thành và họ nên có lời xin lỗi đối với người dân trong nước. Một số người coi việc này là không thể chấp nhận được, gọi đây là hành động quay lưng với Tổ quốc, thậm chí có người còn kêu gọi tẩy chay, cấm sóng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có hình thức xử lý nghiêm hai nghệ sĩ. Sự cố này đã bị một số trang tiếng Việt của báo chí phương Tây và các trang mạng phản động cố tình lợi dụng suy diễn, thổi phồng, xuyên tạc, đặc biệt hăng hái là tổ chức phản động Việt Tân, trang mạng Thời báo chấm đe, luật sư Nguyễn Văn Đài, đài RFA. Chúng giả vờ ngây thơ đặt câu hỏi rằng đây là quyền tự do cơ bản của con người, không biết chụp hình trong phòng với lá cờ Mỹ và chế độ cũ thì có vấn đề gì? Chính quyền trong nước luôn hô hào về hòa giải dân tộc, nhưng liệu họ có thực lòng? Từ đó có nhiều bình luận mang tính khiêu khích. Đúng là một chế độ độc tài lúc nào cũng lo sợ người dân nên một lá cờ của chế độ cũ thôi cũng khiến Đảng Cộng sản Việt Nam phải run sợ lùa quân ra bảo vệ. Sự xuất hiện của lá cờ vàng ba sọc khiến Bộ Văn hóa điêu đứng. Những tiếng la ó phản đối của đám đông thể hiện sự hèn nhát, sợ hãi của cả chế độ. Phải nói ngay rằng, trong sự cố của hai vợ chồng Ngọc Mai Quốc Nghiệp, các thế lực chống phá đã cố tình lờ đi việc chính cộng đồng mạng là những người đầu tiên phát hiện lá cờ vàng ba sọc xuất hiện trong clip nói trên, và cũng chính họ là những người đầu tiên lên tiếng phản đối hai vợ chồng, chứ chẳng hề có sự xúi giục nào của các cơ quan nhà nước. Lại càng không hề có chuyện chính quyền trong nước phải điêu đứng run sợ vì sự xuất hiện của một lá cờ vàng ba sọc của một chế độ đã bị khai tử từ nửa thế kỷ nay. Đến giờ chỉ còn vài ba nhóm người chống cộng cực đoan, sức cùng lực kiệt ra sức bảo vệ và được một số cơ quan truyền thông hải ngoại hả hơi tiếp sức để có thể sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Những luận điệu xuyên tạc như vậy khó có thể đánh lừa được cộng đồng trong nước và quốc tế. Điều làm cho cộng đồng mạng bức xúc chính là sự thiếu ý thức chính trị của hai nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, nhất là nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp, người đã cùng anh trai Quốc Cơ xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới và mang nhiều danh hiệu, giải thưởng quốc tế danh giá về cho đất nước. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Đó là truyền thống nhân văn của người Việt Nam, nhất là khi những sai lầm của nghệ sĩ xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan, thiếu ý thức chính trị của những người trong cuộc. Còn nhớ, cách đây gần một tháng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng gây bức xúc trong cộng đồng khi trên trang phục biểu diễn tối ngày 4 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh có một huy hiệu mang tính trang trí, giống với một loại huy chương của chế độ cũ trước năm 1975. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng xin lỗi về sự bất cẩn của mình. Và tối ngày 18 tháng 5, live show thứ 2 của Đàm Vĩnh Hưng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dù đã bị vứt vào sọt rác của lịch sử từ năm 1975, nhưng một số thế lực chính trị cực đoan, ngoan cố chống phá Việt Nam vẫn luôn tìm cách lợi dụng hình ảnh của lá cờ vàng ba sọc để làm sống lại cái thây ma của chế độ Việt Nam Cộng Hòa bằng cách thỉnh thoảng lại cho chúng xuất hiện tại một số sự kiện tổ chức trên đất Mỹ và một vài quốc gia khác hay trong những video clip trên mạng xã hội của một số cá nhân tổ chức. Mục đích của chúng là gây hiểu lầm trong dư luận, hạ thấp uy tín, hình ảnh của chế độ chính trị trong nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thậm chí chúng còn rêu rao rằng nhà nước Việt Nam cứ có quan hệ làm ăn với những quốc gia đã từng công nhận cờ vàng ba sọc là kinh tế đời sống của nhân dân trong nước sẽ khá lên ngay. Con em Cộng sản đều muốn cho con cái đi du học, định cư ở các quốc gia có cờ vàng hiện diện. Đúng là những lời ngụy biện trơ tráo của những kẻ thất bại. Những ngày tới, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có buổi làm việc với hai vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Mai và Quốc Nghiệp sau khi họ từ Mỹ trở về để làm rõ sự việc. Về phía mình, cộng đồng mạng cũng cần tỏ rõ thái độ nhân văn với các cá nhân nghệ sĩ, những người của công chúng, tránh những phát ngôn mang tính kỳ thị,
trái với chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, qua đó vô tình tiếp tay cho những kẻ xấu lợi dụng chống phá đất nước.